chào mọi người. Hôm nay Giang sẽ review một cái căn hộ 3 phòng ngủ view thành phố của dự án The Mark. Đó là một dự án mang đậm dấu ấn tại trung tâm quận nhất mọi người nhé. Giang xin mời mọi người di chuyển vào ha. Từ bên ngoài bước vào á thì chúng ta sẽ được chủ đầu tư bằng giao cho mình một hệ thống cửa lõi thép chống cháy. Thì trên hệ thống cửa này là chủ đầu tư tích hợp cho mình một cái khóa gel đến từ thương hiệu từ Mỹ nha, và tích hợp mắt thần nữa mọi người. Khóa gel này sử dụng 3 tính năng ha. Tính năng đầu tiên là khóa thẻ từ, là mọi người chỉ cần dùng một thẻ từ quét vào đây. Và tính năng thứ hai là khóa số, và tính năng thứ ba là khóa Bluetooth kết hợp công nghệ Smart Home, là mọi người có thể là mở cửa từ xa luôn. Sau này mọi người nếu mà có những người thân mà đến trong cái căn hộ của mình á, mọi người chỉ cần dùng Smart Home mọi người mở cửa là họ có thể di chuyển vào căn hộ của chúng ta rồi. Từ bên ngoài bước vào á, bên tay trái của chúng ta đây là hệ thống bếp mọi người nhé. Và hệ thống bếp này là thiết kế theo dạng vừa đóng vừa mở luôn. Tại sao Giang nói đóng? Là ở chỗ này mọi người để ý nè, có một hệ thống kính gương này, khi mọi người nấu ăn á thì chắc chắn nó sẽ có cái mùi thức ăn nó sẽ di chuyển vào trong căn hộ của chúng ta. Thì chúng ta chỉ cần kéo cái hệ thống cửa này vào lại và mình sẽ lần lượt mình đóng cái phần không gian này. Và ở đây nó sẽ có một cái cửa luôn nha mọi người, có cái cửa bàn giao cho chúng ta luôn. Thì khi đó thì chúng ta có thể sơ chế những cái thực phẩm mà tươi sống, thường những thực phẩm tươi sống nó sẽ có cái mùi tanh của thực phẩm ha. Thì chúng ta nấu nướng ở đây luôn, và không gian nấu nướng. Và trong không gian phần bếp này cũng lắp đặt cho mình một khu vực gọi là sân phơi và cái nhà vệ sinh ở trong cái khu vực không gian bếp luôn ha. Nó hoàn toàn tạo không gian tách biệt so với cái phòng khách. Rồi, còn đây là khu vực không gian phòng khách. Với chiều ngang của không gian này là 3m1 ha. Rồi, ở đây là khu vực để chúng ta có thể đặt một cái bộ sofa nè mọi người, cực kỳ là đẹp ha. Và không gian phòng khách của chúng ta là kết nối ra phía bên ngoài ban công luôn. Và cái cửa chúng ta là hệ thống ba cửa lùa. Hệ thống ba cửa lùa này giúp cho chúng ta sẽ tạo ra một không gian vô cùng là thoáng luôn nè mọi người. Không gian mở ha, cực kỳ là đẹp luôn. Thì mỗi buổi sáng thì chúng ta ngồi ở sofa hoặc là ngồi một cái ghế mây này để mình ngắm về trung tâm thành phố thì cực kỳ là đẹp, và nó sẽ tạo một cái năng lượng cực kỳ là tốt cho một ngày làm việc, gọi là năng lượng mọi người nhé. Hướng này về là hướng về Đa Cao nha mọi người, Đa Cao quận nhất. Và trong cái hệ thống cửa lùa này á thì cái rèm của chúng ta là dùng công nghệ Smart Home, là mọi người sẽ dùng Smart Home là nó sẽ tự đóng lại ha. Đó mọi người thấy không, mọi người kéo nhẹ thôi là nó sẽ tự khép cái rèm lại. Rồi, chúng ta chỉ cần kéo nhẹ thì cái rèm của chúng ta sẽ được di chuyển ra ha, rất là thuận tiện luôn. Rồi, Giang sẽ mời mọi người di chuyển vào những cái căn phòng ngủ của chúng ta ha. Thì bây giờ mình sẽ di chuyển vào cái phòng master nha mọi người. Thì phòng master chúng ta là chúng ta phải đi thẳng một mạch luôn, là ngay cái phòng master luôn. Thì trong cái phòng master này á thì bên tay phải là cái không gian phòng master, view cực kỳ là đẹp đúng không ạ. Và phòng master này thiết kế cái cửa sổ chúng ta là một thiết kế rộng và thoáng vô cùng, dường như gọi là full, gọi là 90% rồi mọi người, 90% view trực diện ở bên ngoài, cực kỳ là đẹp đúng không ạ. Thì đối với Giang rất là thích cái căn này luôn á, cái căn phòng ngủ này luôn á. Khi mà mọi người mỗi buổi sáng mọi người nằm trên giường nè, mọi người chỉ cần giới tay mọi người kéo nhẹ cái rèm là nó sẽ mở toan ra, là mọi người nằm trên giường mọi người cảm nhận được một không gian view cực kỳ là đẹp, cực kỳ là thoáng về trung tâm thành phố ha. Thì buổi tối cũng vậy, và trước khi đi ngủ thì mọi người có thể ngắm thành phố về đêm trước khi ngủ. Rồi mình khi mà mình chợp mắt mình ngủ á thì mình chỉ cần kéo nhẹ cái rèm là cái rèm nó sẽ tự đóng lại đúng không ạ. Rồi đó, cái rèm nó tự đóng lại. Rồi khi mà mọi người sáng thì mọi người cứ kéo nhẹ thì nó tự mở ra thôi. Với một thiết kế này thì Giang tin rằng bất cứ anh chị nào khi mà đến trải nghiệm cái căn hộ này và cũng đều muốn sở hữu ngay cho mình cái căn view về trung tâm thành phố như vậy. Thì trong phòng ngủ master của chúng ta là chúng ta được bố trí luôn một cái nhà vệ sinh ha, nằm trong chính phòng ngủ luôn.
Thì trong nhà vệ sinh này là có bồn tắm luôn nha mọi người. Ở đây là có phòng tắm đứng nè. Rồi tất cả đều có đầy đủ cho mình luôn. Nội thất nhà vệ sinh là được bàn giao đầy đủ. Hệ thống gương soi, vừa là gương soi vừa là tủ luôn ha. Rồi. Rồi mọi người di chuyển vào đây để mình xem cái bồn tắm ha. Đây là bồn tắm. Thì lắp đặt cho mình tất cả vòi sen, vòi tắm đầy đủ luôn. Thì với cái tủ này á, nó vừa là gương soi, vừa là cái hộp tủ để mình chứa những cái mỹ phẩm cần thiết cho gia đình của chúng ta ha. Khi mà sử dụng thì phụ kiện đến từ những cái thương hiệu vô cùng là cao cấp luôn mọi người ha. Thủ bồn nè, Duravit nè ha, rồi bồn cầu nè, cũng thương hiệu Duravit luôn. Rồi những cái phụ kiện của chúng ta là đến từ thương hiệu Hubler của Đức nha mọi người, những phụ kiện linh kiện đi kèm trong cái hệ thống nhà vệ sinh này nè. Rồi đây là cái vòi tắm đến từ thương hiệu Asos ha. Rồi chúng ta Giang xin mời mọi người di chuyển vào bên ngoài ha. Thì trong bên ngoài này thì chủ đầu tư họ bố trí cho mình cái hệ thống tủ quần áo như vậy. Với một thiết kế vô cùng là tối ưu về diện tích sử dụng nè, và không gian mình có thể chứa rất là nhiều vật dụng ha. Rồi, bây giờ Giang sẽ xin mời mọi người di chuyển qua cái phòng ngủ số 2. Đây là không gian phòng ngủ số 2 ha mọi người. Không gian phòng ngủ số 2 thì thiết kế cho một cái trẻ em thì tuổi thiếu niên chẳng hạn như vậy. Thì ở đây thiết kế một cái bàn, vừa là bàn làm việc vừa là bàn học luôn ha. Thì cái phòng ngủ số 2 này cũng cực kỳ view, cực kỳ là đẹp luôn nè mọi người ơi, view đẹp. Bây giờ mình sẽ di chuyển sang cái phòng ngủ số 3. Phòng ngủ số 3 cũng giống như phòng ngủ master và phòng ngủ số 2, cũng với một cái tầm view cực kỳ là thoáng và đẹp luôn. Và không gian bố trí của chúng ta với diện tích vừa phải, nó cũng tạo một không gian mở vô cùng là rộng rãi ha. Đây. Thì tất cả những cái phụ kiện trong căn hộ của chúng ta là dùng công nghệ Smart Home, nên mọi người có thể rất là dễ dàng khi vận hành cái căn hộ này. Và hai phòng ngủ này á, thì mình sẽ dùng chung một cái nhà vệ sinh chung. Ở đây là nhà vệ sinh chung của hai phòng ngủ phụ ha. Rồi. Nhà vệ sinh này thì không có bồn tắm, nhưng mà cũng có một khu vực không gian phòng tắm đứng ha. Thì có vòi sen đầy đủ cho mọi người luôn. Đó. Và cái điều đặc biệt trong cái căn hộ của chúng ta nè, chúng ta có một cái không gian để mình chứa những cái vật dụng mà mình ít sử dụng á, hay gọi là nhà kho. Thì đây là khu vực nhà kho nè mọi người. Khu vực nhà kho này thì mọi người có thể để những cái vật dụng cần thiết trong cái khu vực nhà kho này ha. Rồi, anh chị nào muốn tham quan cái căn hộ tại dự án The Mark thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885 để Giang mời anh chị đến tư vấn trực tiếp và chọn được một cái căn ưng ý tại dự án The Mark anh chị khách hàng nhé. Hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại The Mark, sở hữu một căn hộ ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm quận nhất ha. Rồi hẹn gặp lại mọi người với một căn hộ view trung tâm thành phố cực kỳ là đẹp, mang biểu tượng của thành phố. Xin chào mọi người.